Xin chào các bạn, trong quay trở lại Inter Meeting. Rồi tôi sẽ bạn là cách thực hiện hàn reset của vô cửa đa gốc của trái sửa mà đâu bằng phím cứng của con máy Samsung Galaxy A03 của đây. Đây, mã của nó là A032F nhé. Trước khi thực hiện, ta phải sao lưu danh bạ, tin nhắn, ảnh, video, những thứ bạn cần thiết vào thẻ nhớ hoặc bộ nhớ máy tính hoặc bộ nhớ đám mây nhé. Vì khi điện xong thì máy sẽ xóa toàn bộ về trang lại sửa mà đâu. Để thực hiện thì đầu tiên ta sẽ tắt nguồn. Ta sử dụng hai tổ hợp phím là phím tăng âm lượng và phím nguồn. Tăng âm lượng và phím nguồn. Lên logo ta thả nguồn vấn đề tăng âm lượng nhé. Đó, lên logo thả nguồn vấn đề tăng. Hoạt động lúc. Ở Recovery Mode này, ta sẽ vào sử dụng giảm âm lượng để di chuyển xuống Repair Data Factory Reset, ấn nút nguồn để chọn này. Ấn giảm âm lượng để xuống Factory Data Reset, ấn nút nguồn để chọn. Ờ, xong. Complete là xong. Rồi, ta sẽ ấn nút nguồn để khởi động lại nhé. Các bạn đợi mấy phút, máy sẽ khởi động lên. Sau khi khởi động mấy phút thì máy sẽ khởi động lên. Ta sẽ đợi để cho nó thiết lập cái ngôn ngữ hoặc bạn vào chọn luôn được nhé. Đấy, nó sẽ tự động thiết lập về tiếng Việt cho các bạn. Còn phải lắp sim cho một con máy, lắp sim nó sẽ báo. Đó, bây giờ ấn vào đâu. Cái này bấm tích, tôi đã chọn đồng ý. Tiếp theo, nếu các bạn bị tài khoản Google và xem video dẫn xóa mình bên dưới nhé. Cái này các bạn ấn bỏ qua đây. Không sao chép. Tiếp này. Xem thêm, chấp nhận. Bỏ qua này, vẫn bỏ qua này. Cái này ta ấn bỏ qua nhé. Ấn bỏ qua, sau đó cao lên bỏ qua. Cái này các bạn ấn tiếp này. Thiết lập đã xong. Người ta ấn hoàn tất. Xong. Thôi, vừa rồi mình vừa giúp bạn cách thực hiện hàn reset của phục là gốc trang sửa mà đâu của con máy Samsung Galaxy A03 có đây. Chúc bạn thành công. Quan nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé. Chào bạn.